Dạ vâng ạ, xin chào tất cả mọi người nhé. Và chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo. Và tiếp tục thì trong video ngày hôm nay thì em cũng sẽ lại gửi đến cho cả nhà mình ở các mẫu đồng hồ chính hãng của Nhật, Thụy Sĩ và đều được đấu giá trực tiếp ở trên trang Nhật. Và ngày hôm nay thì nó sẽ có cái sự khác biệt hơn so với mọi khi một chút xíu. Đó là hôm nay thì em sẽ lên xả hàng cho cả nhà mình. Một năm thì cũng gần đến Tết rồi đúng không ạ? Thì em cũng là một cái lời tri ân, một cái lời cảm ơn của em dành đến cho tất cả mọi người đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với em trong suốt cả một năm qua. Và cũng như là trong cái buổi video ngày hôm nay thì mọi người hoàn toàn yên tâm rằng tất cả các mẫu sản phẩm bên nhà em đều cam kết hàng sản phẩm chính hãng. Mặc dù là thời gian này đang là cái thời gian xả hàng nhưng em vẫn giữ nguyên chế độ bảo hành đó, và sẽ có gửi kèm đơn thẻ bảo hành trong đơn cho cả nhà mình. Và tất cả sản phẩm mọi người sẽ đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Tức là giữ nguyên tất cả các chế độ, chỉ có giá sẽ là một cái mức giá xả hàng cực kỳ tốt cho mọi người thôi. Đấy, nên là mọi người hoàn toàn là yên tâm. Và không để mọi người đợi lâu nữa thì em cũng sẽ lên luôn với bản sản phẩm đầu tiên. Với phiên bản đồng hồ đầu tiên em sẽ lên cho cả nhà mình, đó là một cái mẫu của Seiko. Cái mẫu Seiko này thì đây là một bản Seiko bản 7 kim. Bản này nó sẽ chạy chức năng chronograph này, tức là chức năng bấm giờ thể thao. Ngoài ra thì ở đây cái phần bấm giờ thể thao ấy, nó không chỉ dừng lại ở cái thời gian đo tốc độ tối đa là phút, mà nó còn tính cả theo tiếng. Đấy, mà nó còn tính cả theo tiếng nha mọi người nha. Nó có lịch này, ở vị trí góc 3 giờ này. Mặt bên trong màu đỏ, màu huyết nha. Màu rất đẹp, màu của cái sự may mắn. Đây là kim giây nhá, kim giờ này, kim phút này. Còn cái kim bé con ở trên này này, khi mà em bấm ở đây, nó tính đến 1/20 của giây. Thì với cái kim này nó chạy được tức là được 1 giây đúng không ạ? Thì cái kim giây này nó sẽ nhích 1 nấc. Đó, và kim này nó chạy được 1 phút thì cái kim phút, cái kim dài dài đây nó sẽ nhích 1 nấc và nó cứ xoay luân chuyển như vậy. Đúng không ạ? Thì đây sẽ là kim giờ và kim phút. Đấy, tính theo cái thời gian đo tốc độ tối đa. Mặt đỏ bên trong đẹp nha. Chiếc này mặc dù đã qua sử dụng nhưng mọi người có thể thấy là nó rất mới. Cùng lắm là người chủ cũ chắc người ta cũng chỉ sử dụng 1 đến 2 lần thôi. Đằng sau đấy nó sẽ ghi đó chính là Moment Japan và ở đây nó sẽ ghi đó là K-in Thái Lan. Tức là vỏ của nó nhé, nó sẽ được sản xuất tại nhà máy của Seiko được đặt tại bên Thái. Size mặt ở phiên bản này là size 39, càng của mẫu này là 45.8. Chiếc này thì không có hộp nhưng mà nó có về cả mắt thường. Nhưng em phải nói thật sự là nó rất đẹp luôn. Form vuông và dành đến cho các anh nam tay vừa và nhỏ. Hơi to một chút xíu là có thể là đeo được nhé. Mặt đẹp này. Buổi tối là cũng sẽ có cả dạ quang luôn. Đấy, đây, buổi tối có cả dạ quang. Mẫu này thì bình thường ấy thì em đang để cho cả nhà mình ở phiên bản này. Đó chính là 2.450.000. Đấy, và hôm nay thì em cũng để luôn cho cả nhà mình ở mẫu này. Đó là 2.100.000. Bản này sẽ cái mã hàng sale thì em sẽ quay luôn trở về cái mã số đầu tiên luôn nhé, cho nó dễ ạ. Đấy, bản này sẽ ở mã số, bản này là 2.100.000. Mã số 01, mã số đầu tiên, mới, đẹp. Đó. Tiếp theo sang ở mã số 02. Với phiên bản mã số 02 thì em sẽ lên cho cả nhà mình, đó là phiên bản của Carnival. Về thương hiệu Carnival thì mọi người cũng đã đều biết rồi, đúng không ạ? Thì hiện tại bên em đang làm đại lý ủy quyền của hãng và có cửa hàng ở tại 322 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Thì nếu mà mọi người có thời gian rảnh thì mọi người có thể ghé trực tiếp qua cửa hàng. Còn nếu mà mọi người ở xa thì bên em vẫn sẽ có ship code toàn quốc, còn tất cả sản phẩm đều cam kết hàng chuẩn chính hãng. Đối với phiên bản của Carnival này thì sẽ full hộp mọi người nha. Full hộp, mọi người cũng quen với các cái thiết kế này rồi đúng không ạ? Form kiểu dáng nó giống với cả form của Patek Philippe. Mẫu này thì nó có một cái thiết kế đó là form của dòng Aqua Nautilus. Trời, nó bong siêu. Nha, của dòng Aqua Nautilus. Thì với, đợi chút em lấy cái khăn. Thì với cái phiên bản này đem cho cả nhà mình xem. Nó đẹp lắm luôn ý. Tất nhiên là mới nguyên zin cho mọi người nha. Đấy, bởi vì bên em đang làm đại lý ủy quyền của hãng mà, nên là em sẽ nhập mới nguyên chiếc luôn. Đấy, đây ạ. Đây, mặt này. Bản này, dòng này thì sẽ sử dụng đó là dòng kính sapphire nguyên khối. Và cái dòng kính sapphire nguyên khối thì mọi người đều biết ưu điểm của nó, đó là cái độ chống trầy trục xước rất là tốt. Mẫu này có 3 kim và 2 ô cửa sổ lịch. Nhưng 2 ô cửa sổ lịch này thì nó sẽ không phải là 2 kiểu ô vuông vuông, nó nằm ở cái góc 3 giờ giống như các mẫu khác. Đúng không ạ? Mà nó sẽ nằm ở vị trí góc 6 giờ và nó theo kiểu dạng một cái hình tròn. Đấy nha, bây giờ thì mọi người thấy là lịch ở đây nó sẽ hơi nhấp nhô đúng không ạ? Bởi vì lúc này bộ máy nó đang hiểu là 11 giờ tối ạ.
Nên là cái lịch này, đây mọi người thấy không? Đấy, bắt đầu nó dịch chuyển nha. Nó sẽ phải dịch chuyển dần dần, bởi vì lúc đấy nó là auto chuyển sang ngày mới rồi nhá. Và bắt đầu thứ này bắt đầu sẽ dịch chuyển. Đấy, bắt đầu sẽ dịch chuyển nha. Thì đến nói chung là tầm từ 12 cho đến 3 giờ là sẽ chuyển hết cả phần lịch ngày và phần lịch thứ luôn. Mọi người sẽ thắc mắc là cái phần lịch thứ này này, nó có vị trí số 6 ở đây. Đấy, thì cái thứ với cả cái số 6 ở đây nhá, tức là trong một tuần có 7 ngày đúng không ạ? Và ngày thứ 7 là ngày thứ 6 trong tuần. Đấy, vì thế cho nên là hãng là họ sẽ in luôn cái thứ và cái ngày thứ mấy trong tuần ra đây ở cái phần trên hiển thị ở trên này cho cả nhà mình luôn. Đấy, còn ô vị trí ô lịch ngày thì nó sẽ nằm ở vị trí góc 6 giờ nhá mọi người nha. Mặt kính sapphire này. Mặt bên trong trải đều các đường vân nhá. Kim này. Rất là thanh mảnh đẹp. À, bàn này nó có chức năng hacking stop mọi người ạ. Tức là cái chức năng này nó là cái chức năng dừng kim giai đoạn 1. Thì ở những cái bản các cái dòng đời cao cấp thì nó sẽ có ở các cái mẫu dừng, tức là cái chức năng hacking stop này. Đó, đóng núm này thì bắt đầu nó lại đang chạy và nó lại đang hoạt động nhé mọi người nhé. Rất đẹp luôn ạ, mọi người. Rất là mượt mà. Đó, mặt bên trong này. Với phiên bản này thì bộ kim ý với cả cọc số này thì buổi tối nó sẽ có dạ quang rất là sáng ở trong điều kiện sáng kém. Trong cái bộ sưu tập của dòng mẫu Carnival mẫu 8113G này thì đây là một trong các cái màu mà cực kỳ là bán chạy luôn ý. Bởi vì trong bộ sưu tập này thì nó có cả màu nâu cà phê này, nó có cả màu trắng này, màu đen này, màu xanh. Đó, thì cái màu trắng này này là màu dễ đeo ý. Thật sự rất là dễ đeo luôn. Đó, chi tiết niềng này. Nó sẽ được nạm toàn bộ phần miền đá và các cái đá này ý, thì nó sẽ là các cái đá baguette, đá ống. Và nó đều được ghim chấu toàn bộ. Các góc cạnh này của nó rất là đều nhau này, núm này, viền cạnh này. Đây nó còn nguyên cả siêu cho đến phần chỗ phần viền niềng này luôn mọi người. Dây thép nhá, vừa phay xước vừa sáng bóng sẽ kết hợp với nhau, chốt khóa, logo tên thương hiệu của hãng. Và đằng sau đây thì nó sẽ có đầy đủ phần thông số về độ chống nước của nó sẽ là 5 ATM và bộ máy bên trong đây. Mọi người có thể nhìn thấy đó là bộ máy NH36A. Đây là một bộ máy huyền thoại của Seiko. Và với bộ máy này thì không cần phải bàn gì nhiều đúng không ạ? Bởi vì nó cực kỳ bền với cái tần số dao động là 21.600. Nhưng mà ở đây nó sẽ có cái chân kính của nó là 24 chân kính. Và chân kính cao ấy thì mọi người đều biết là khi mà chân kính cao thì cái độ chuẩn chính xác giờ và độ tích cóp của nó sẽ rất là tốt. Đấy, và bộ máy Seiko nó là một cái bộ máy Nhật nhưng nó có cái chân kính của nó cực kỳ là cao luôn. Với bản này thì xe mặt cũng rất là hợp lý, nó là xe 39.3 nhé. Và càng có mẫu này là 48. Đó, mẫu này thì gần như ai cũng đeo được hết, chứ nó không bị kén. Và đây là tay 16.5 của em. Đấy, thì kể cả tay 17, 17.5, 18 mọi người đều có thể đeo được ở phiên bản này. Dây thép nha, dây chốt khóa này. Và chiếc này thì bình thường là em cũng đang để với mức giá đó là 4.250.000. Và hôm nay thì em cũng để kỷ niệm luôn cho cả nhà mình ở mẫu này. Đó, sale luôn hàng cho cả nhà mình. Đây là một cái mức giá cực kỳ là tốt. Đây là một cái mức giá mà em nghĩ là mọi người nên trải nghiệm. Bởi vì thứ nhất nó là các cái mẫu đồng hồ mới nguyên zin, đúng không ạ? Các cái giá niêm yết ở trên của hãng thì nó cũng sẽ khá là cao. Và cái mức giá này đã là mức giá mà em cũng đã để giá tốt cho cả nhà mình rồi. Thế nhưng mà thôi thì cũng là đợt xả hàng cuối năm, nên là em cũng sẽ để kỷ niệm luôn cho cả nhà mình, để tri ân đến cho tất cả các anh chị nhá. Mẫu này em sẽ để cho cả nhà mình đó là 3.9. Được chưa? 3.900.000. Mã Carnival. Rất đẹp, rất là xuất sắc. 3.9. Bản này thì sẽ ở mã số 02. Đây sẽ là mã số 02. Tiếp theo sang ở mã số 03. Đối với phiên bản mã số 03 thì em lên tiếp cho cả nhà mình. Đó là một cái mẫu của Citizen. 3.9. Đấy. Sale xuống còn 3.9. Sang mẫu của Citizen cho cả nhà mình nha. Thì bản Citizen này, nếu mà cái này mà mọi người mà chơi về đồng hồ thì em nghĩ chắc chắn là mọi người sẽ đều biết. Cái phiên bản này là một cái phiên bản cực kỳ hiếm hàng. Nó không phải lúc nào nó cũng có đâu, mà nó có ở trên trang thì giá của nó cũng sẽ là khá là cao chứ không phải rẻ một chút nào. Đó, bởi vì nó là cái phiên bản The Mimic 2 màu nha. Cái dòng mà Citizen E610 này, nếu mà nguyên màu xanh với cả thép trắng ấy thì trên trang Nhật nó cũng có khá là nhiều. Nhưng với cái bản Demi này thì nó cực kỳ là ít. Và thứ hai nữa là phiên bản này mặc dù là đã qua sử dụng nhưng mà các anh chị có thể thấy là độ mới của nó còn cực kỳ là cao luôn, rất đẹp. Sử dụng kính sapphire nguyên khối này và nó là dòng đời cao của Citizen. Dòng E610 với nhiều chức năng,
Ví dụ như là thời gian, local time là giờ địa phương, báo thức, đúng không ạ? Khan là lịch. Tiếp theo nữa là ở đây nó sẽ có lịch thứ nha, lịch ngày. Thấy chưa? Ở đây có kim 24 giờ một ngày. Và tiếp theo nữa đó là nó có cả các cái múi giờ trên thế giới nữa. Đó, rất nhiều chức năng trong phiên bản này. Thì kính Sapphire như em cũng đã có chia sẻ rồi, mặt đồng hồ đẹp này với ba cái vòng tròn ở bên trong, đúng không ạ? Tất cả phần thông số của nó rất là chi tiết, rất là sắc nét này. Niềng tachymeter vừa phay sức vừa sáng bóng kết hợp với nhau nha. Núm này, mặt trước mặt sau. Đây là một cái phiên bản của dòng EcoDrive pin năng lượng mặt trời và có một cái tuổi thọ pin rất là lâu. Kèm theo đó là cái chức năng đó là radio control, cập nhật giờ theo sóng của đài radio. Và hiện tại trên thế giới thì đang có 4 quốc gia và có 4 trạm thu phát sóng, đó là bên châu Âu, Mỹ, Nhật và bên Trung. Còn đối với Việt Nam mình thì mình sẽ phải tự chỉnh thủ công. Đó, Japan Mode và K in China nhé. Thì K của nó sẽ là vỏ. Vỏ sẽ được sản xuất tại nhà máy của Citizen được đặt tại bên Trung. Còn đâu là vẫn phải theo tiêu chuẩn công nghệ của hãng. Mẫu này thì giá trên eBay giá khá là cao, không hề rẻ đâu ạ. Lát nữa em sẽ check thử cho các anh mình xem. Size 42 và càng của mẫu này là 51.3. Đấy, đây mọi người thấy không? Rất đẹp nhá. Rất đẹp này, mới này. Đó, và đầy đủ tất cả các chức năng bên trong. Cái này thì mọi người, em sẽ chỉnh giờ trước cho cả nhà mình ý. Còn nếu mà mọi người về mà mọi người muốn tự chỉnh, tức là ví dụ mọi người di chuyển đến quốc gia nào đó chẳng hạn, đúng không ạ? Thì mọi người sẽ tìm hiểu đó là Citizen E610. Thì trên video YouTube người ta sẽ hướng dẫn rất là nhiều. Đó, không này, báo thức này, đúng không ạ? Đấy, nó sẽ reset cái kim về cái giờ mà người chủ cũ người ta báo thức ấy ạ. Thì mình sẽ reset lại theo cái giờ mà mình mong muốn. Đấy thì cũng sẽ rất là tiện nha mọi người nha. Dễ đeo, độ mới cao. Em check luôn cho cả nhà mình ở mẫu này nha. Và đây nhá, thì em cũng test luôn, check luôn cho cả nhà mình luôn ở mẫu này nha. Đấy, thì với ở cái phiên bản này này, thấy chưa? Thì cái mẫu này là mẫu cũng đã qua sử dụng rồi và hiện tại đang bán ở trên trang chủ của eBay. Thì đang có mức giá nó sẽ dao động rơi vào tầm 7.8 triệu. Đấy, đã qua sử dụng 7.8 triệu. Thấy chưa? Và cái chiếc này thì nó bị xước khá là nhiều rồi. Đấy nha. Đó, giá của nó khá là cao đúng không ạ? Không hề rẻ một chút nào cả. Đây là viền này, dây này, chốt khóa này. Mẫu này thì em đo size chưa nhỉ? Size 42. Càng của phiên bản này là 50.5. Đây, và khi đeo lên tay. Bình thường ý, thì mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 3.650. Và hôm nay thì em cũng để kỷ niệm luôn cho cả nhà mình ở mẫu này 3.650 đúng không ạ? Thì em lấy cả nhà mình đó là 3.3 triệu. Được chưa ạ? 3.300.000 nhá. Với cái phiên bản này, nó rất mới, rất là đẹp luôn. Mã của nó sẽ là ở mã 03. Đó, 3.3 triệu mã 03. Tiếp theo di chuyển sang ở mã 04. Với phiên bản mã số 04 thì em nên cho cả nhà mình một bản pin đi. Bản pin này thì đẹp mê ly luôn mọi người ơi. Đây là mẫu của Daniel Müller. Bản này thì em sẽ có về là full hộp nha. Nó sẽ có một cái giấy hướng dẫn này của bằng tiếng Nhật này. Nó sẽ có đầy đủ các cái hướng dẫn ở bên trong ý. Thì cái này thì em nghĩ là mọi người đều biết cách sử dụng rồi đúng không ạ? Thì cái giấy hướng dẫn này nó cũng có như là cho nó kèm cho nó đủ bộ thôi. Bởi vì cái bản này nó rất là dễ sử dụng. Form kiểu dáng thì rất là giống với cả Google C. Đấy. Và mẫu này là bản 6 kim, nó chạy chức năng đó là chronograph bấm giờ thể thao. Ở đây thì nó sẽ có kim 24 giờ một ngày. Thì kim 24 giờ này là mình biết được là lúc này nó đang là buổi sáng hay là buổi trưa buổi chiều. Đúng không ạ? Ví dụ như lúc này nó đang là gần 1 giờ sáng này. Lịch thì sẽ nằm ở vị trí góc 4:30 giờ này. Đúng không ạ? Nút bấm ở đây thì nó sẽ là nút bấm chạy cho cái kim dây của chức năng chronograph, tức là nút bấm của chức năng bấm giờ thể thao này. Kim nhá, cọc số này. Nó sẽ bắt sáng rất là tốt. Kim cọc số, đúng không ạ? Viền này, cạnh này, tất cả các phần thông số nó sẽ đều nằm ở trên cái mặt đồng hồ này. Dây thì nó sẽ làm theo kiểu dạng sáng bóng và chiếc này thì mới nguyên. Giá tác của nó là 94.500 yên. Nó cái thương hiệu này họ đề giá khá là cao. Đấy, nó phải rơi vào tầm hơn chục triệu. Đây là mẫu limited, phiên bản giới hạn của hãng. Mã DM2017. Độ chống nước của phiên bản này sẽ là 13. Đây là đằng sau đáy của nó sẽ là một cái đáy vặn nhé. Chiếc này thì mới nguyên và chưa đeo đâu mọi người ạ. Nên là mọi người về nếu mà mọi người có nhu cầu mang đi tặng cũng sẽ rất là ok. Bởi vì nó còn nguyên cả tag mark đi kèm luôn ấy.
Size mặt ngang của phiên bản này là size 41.5, càng của phiên bản này sẽ là 48.8. Em xem cái dạ quang. Dạ quang nha, nó sẽ có ở kim giờ kim phút với cả phần đầu cọc số là cũng sẽ có dạ quang luôn. Đeo lên tay này, đẹp chưa? Cái này tổng cổ tay 17 trở lên thì đẹp xuất sắc. Bình thường thì mẫu này em đang để cho cả nhà mình đó là 2.150.000, thì hôm nay em sẽ để luôn cho cả nhà mình đó là 1.850.000. 1.850.000 mã 04. 1850 mã 04. Mọi người hoàn toàn yên tâm là tất cả các mẫu sản phẩm bên nhà em đều cam kết hàng chuẩn chính hãng. Và đây là mức giá xả hàng cuối năm để tri ân đến cho tất cả mọi người. Lúc nãy em để giá bao nhiêu nhỉ? 1.800.000. 1.800.000 à? Đó. Và tất cả các chế độ thì em vẫn giữ nguyên chế độ bảo hành. Để cho nên là mọi người hoàn toàn là yên tâm. Di chuyển tiếp theo sang ở mã số 05. Phiên bản 05 em lên cho cả nhà mình một cái mẫu cơ của Thụy Sĩ nhé. Đây em sẽ lên sale luôn cái cơ của Thụy Sĩ này cho cả nhà mình luôn. Đây là bản của CK Calvin Klein. Thì thương hiệu CK nó là một trong 18 thành viên trực thuộc của tập đoàn Swatch Swiss và nó đạt được cái chứng chỉ Swiss Made, được in ở vị trí gốc 6 giờ. Đấy, tức là bây giờ thì tập đoàn chỉ còn có 18 thương hiệu trực thuộc thôi. Đấy, và tất nhiên là khi mà nó đã trực thuộc tập đoàn thì nó sẽ sử dụng bộ máy của tập đoàn Swatch Swiss. Đây là một cái bộ máy mà cực kỳ chất lượng, đúng không ạ? Đó chính là bộ máy ETA. Sổ nhá, hộp này, mắt thừa này, về kèm đầy đủ. Đây là bản dây thép nhá. Thì em cũng chia sẻ một chút xíu đó là do cái quá trình vận chuyển ấy, thì cái hộp này nó sẽ hơi bị gãy một chút, nó bị vỡ mất cái vỏ hộp mọi người ạ. Nói chung là mình để mà mình vẫn ấy thì mình vẫn để được đồng hồ thôi, nhưng mà ví dụ mà mang đi tặng thì nó sẽ hơi bị ấy một chút, bởi vì là cái hộp nó bị xấu mất rồi. Đấy, đây là mẫu CK. Mẫu này thì qua sử dụng rồi nhưng mà độ mới của nó còn rất là ok, và kèm mắt thừa, kính sao phi nguyên khối ạ. Và cái điểm này thì nó cũng là một cái điểm cộng, đúng không ạ, giúp cho đồng hồ chống chảy chống sức rất là tốt. 3 kim một lịch ở vị trí góc 3 giờ nha. Mặt bên trong màu đen này, viền vỏ thép trắng này, dây thì cũng vừa phay xước vừa sáng bóng kết hợp với nhau. Và tất nhiên là mẫu đã qua sử dụng nên là đôi khi nó có những cái vết xước lông mèo, đúng không ạ, theo thời gian thì cái này mình cũng không thể tránh khỏi được. Nhưng mà được cái là độ mới của nó còn rất là ok, bởi vì họ vừa kết hợp giữa phay xước vừa kết hợp với sáng bóng với nhau mà. Và đằng sau đáy đây nó sẽ có dòng chữ, đó chính là về độ chống nước là 53 này, Swiss Made này, mã của nó sẽ là K5S341 này, đúng không ạ, kính Sapphire Crystal. Và bên trong đây thì nó sẽ có chuyện logo tên thương hiệu của bộ máy, đó chính là CK. Đó, CK thì rất là nổi tiếng về nước hoa, đồ túi da hay là giày dép, đúng không ạ, quần áo rất là nhiều. Bên trong đây nha, nó sẽ ghi đó là 25-25 chân kính Swiss Made. Đấy, ở trong búa này nó sẽ có được chuyện tất cả các phần thông số của nó đi kèm. Size mặt ngang ở bản này là size 41.7, càng của mẫu này là 47.6. Và như cổ tay của em này thì cái mẫu này là dành cho các anh nam tay tầm 17 trở lên sẽ đẹp hơn. Bởi vì tay 16.5 như tay em thì nó cũng ôm tay thôi, nhưng mà để mà đẹp mà nhìn nó sang ấy thì cái mẫu này phải tầm từ 17 trở lên thì sẽ là ok nhất. Và bản này thì bình thường em đang để cho cả nhà mình là 4.850.000. Và hôm nay thì em để luôn cho cả nhà mình còn 4.450.000. 4.450.000 mã 05. 4450 mã 05. Tiếp theo sang ở mã số 06. 06 thì em lên một cái mẫu cơ dây da đi. Đây là mẫu cơ dây da. Cái bản này là nó là bản của Osor. Thương hiệu này là thương hiệu đến từ Anh mọi người nha. Bản này nó là dòng dual time, tức là cơ nhưng mà nó sẽ chạy được cả cái dòng dual time, tức là chạy cả giờ địa phương và cả giờ thế giới luôn. Đấy, ví dụ như ở đây này thì mọi người sẽ chạy theo giờ địa phương, đúng không ạ? Trên này thì mọi người có thể là chỉnh nó về theo cái giờ thế giới. Đây là kim giờ và kim phút của nó, thì nó sẽ là hiển thị ở một cái mặt đồng hồ bên trong, cọc số La Mã nha. Còn dưới này thì nó sẽ là kim mắt ngỗng, rất là đẹp, vừa là auto vừa có cả trợ có tay đi kèm, lộ tim. Ôi bản này đẹp lắm luôn ý. Được chưa? Rất đơn giản thôi, không cần phải cầu kỳ gì nhiều, đúng không ạ? Đây, vào mọi người nhìn này, cái đường vân bên trong nha,
vân vân bên trong lòng mặt này, nó có các hình ô vuông, hình thoi bên trong này, rất sắc nét nha. Dio time này, kim cọc số, chỗ này thì nó đường vân xoáy 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 giống như mặt trời ấy. Cọc số La Mã, viền cạnh này, chiếc này thì mới nguyên, chưa qua sử dụng, viền đường đồng xu này. Đằng sau đáy đây, automatic moment nhá. Đồ chống nước của phiên bản này là 5ATM này. Đây là có chữ đó là ơn so này. Búa này, bên trong này. Đấy, chuyện logo tên thương hiệu của hãng, đúng không ạ? Dây nguyên zin, dây da nguyên zin nha. Đây, khóa này, vẫn còn nguyên cả siêu. Tức là mẫu này là mẫu chưa qua sử dụng. Đẹp, đây em rút thử núm cho cả nhà mình xem. Khi mọi người chỉnh nhá, chỉnh này. Thì mọi người thấy không ạ? Cả kim giờ kim phút nó sẽ xoay theo cái kim của mình đúng không ạ? Đấy, còn khi mà mình chỉnh như thế này nhá, thì cái kim phút ở cái mặt trên này này, à kim giờ mặt trên này này, nó sẽ đứng im. Đấy, thì để cho mọi người có thể là tùy chỉnh được theo cái múi giờ của quốc tế nữa. Size mặt ngang ở phiên bản này là 42.7, càng của mẫu này là 50.1 50, dành cho anh nam cổ tay từ 17, cũng từ 17 trở lên, đa số là đều là từ 17 trở lên hết nha. Tag mát đầy đủ, đây là thương hiệu được thành lập vào năm 1805 này. Mã số hiệu đầy đủ, các anh chị có thể check theo cái mã này. Và giá em đang bán là 3.150.000. Và hôm nay thì em cũng để luôn cho cả nhà mình ở mẫu này, đó là 2.750.000. 2.750.000. Mã 06. 2750 mã 06. Đây là một cái mức giá xả hàng cực kỳ tốt cho cả nhà mình ấy. Thì mọi người có yêu thích ở mã hàng sản phẩm nào thì các anh chị mọi người cứ báo cho em nhé. 2750. Tiếp theo sang ở mã 07. Mã 07 thì em sẽ lên cho cả nhà mình một cái mẫu này đi. Christian Dior. Christian Dior nha. Đây là thương hiệu của Pháp. Vâng, và ở cái chiếc này thì nó có một cái thiết kế đó là màu mặt đỏ mặt huyết. Đây là kim dây. Đó, đây là kim dây của kim giờ kim phút nha. Còn cái kim dây to đùng này nó là kim dây của chức năng chronograph, tức là cái chức năng bấm giờ thể thao ấy. Chiếc này thì mặc dù là cũng đã qua sử dụng nhưng mà độ mới của nó cũng còn rất là ok. Đấy, mặt đỏ đẹp này, viền này, cạnh này, ba núm ở vị trí phía bên trong, có kim 24 giờ, có lịch đầy đủ luôn. Và bình thường thì với các cái form vuông vuông hình hạt xoài như thế này thì đa số nó sẽ là size to. Nhưng đối với phiên bản này thì kể cả từ tay 16.5 như tay em cũng có thể đeo được luôn. Đấy, thì cái mẫu này nó rất dễ đeo nhá. Đây là mặt trước này, mặt sau này, Paris này, All Stainless Steel này, thương hiệu của Pháp. Trời ơi, nó đẹp lắm luôn ý. Mọi người thấy cái bộ dây này chất chưa? Ngoài nó sẽ màu, nó sẽ đẹp hơn nhá mọi người nhá. Nó sẽ đậm hơn ý, còn nó sẽ đậm hơn chút. Đấy, size mặt ngang ở mẫu này là size 34, càng của phiên bản này là 42.5. Và đây như cổ tay của em, mọi người thấy này. Trời ơi, nó ôm tay nhá. Viền này, cạnh này, mặt đồng hồ này. Đó, bình thường mẫu này em đang để cho cả nhà mình đó là 1.750.000. Hôm nay em để luôn cho cả nhà mình đó là 1.500.000 nha, 1.500.000. Hộp gối, hộp của nó này, rất xịn xò luôn. 1.500.000. Tiếp theo sang ở mã, em xin lỗi, quên mài kim ạ. Mã 07. Tiếp theo sang ở mã 08 ạ. Phiên bản 08 thì em sẽ lên tiếp cho cả nhà mình. Mã 08. Đó là bản này đi. Đây là bản của Citizen đi. Đây là mẫu của Citizen. Cái mẫu Citizen này thì em có về là full hộp. Đấy, nó cũng sẽ có sổ sách đầy đủ bên trong. Giá em đang bán đúng không ạ? Ở các cái phiên live trước đang là 2.650.000. Hôm nay cũng sẽ lên sale xả hàng luôn cho cả nhà mình. Bản này thì mặt đẹp nhá. Mặt bên trong này, màu đen này. Và nó có cái đường vân ở giữa bên trong ấy. Đó, nó sẽ theo kiểu dạng như là hình thoi. Đúng không ạ? Kim giờ, kim phút, kim giây. Kim của nó rất là thanh. Kim giây này, ở vị trí góc 6 giờ này. Đây là phiên bản nội địa của Nhật nhá. Made in Japan. Đây là được thiết kế, lắp ráp, sản xuất và hoàn thiện tất cả các chi tiết đều tại Nhật hết. Lịch ở vị trí góc 3 giờ. Mặt đồng hồ đẹp nhá. Viền này, cạnh này. Mặc dù là chiếc này cũng đã qua sử dụng đấy ạ, nhưng về cảm quan bên ngoài thì các anh chị có thể thấy là nó rất là mới.
Đấy, gần như là người ta cũng chỉ sử dụng nếu mà cùng lắm là cũng 1-2 lần thôi chứ không có sử dụng nhiều. Khóa nguyên zin của Citizen. Citizen Eco Dry. Mã của phiên bản này sẽ mã máy nó sẽ là B690. Made in Japan. Độ chống nước của nó sẽ là 13. Đây vào các anh chị thấy đáy này, đẹp không? Đấy nhá, nó xoáy tròn luôn. Eco, đây là mẫu Eco ạ. Size mặt là size 38. Càng của phiên bản này là 45. Như cổ tay của em đây là 16.5 này. Đấy. Mọi người rất là dễ đeo nhá. Mà dây này dài luôn. Dây dài thoải mái, lại còn là full hộp. Mà mới. Đấy, qua sử dụng nhưng mà độ mới của nó cực kỳ cao nên mọi người có thể quan sát này. Viền này. Là khi mà hàng tới nơi rồi mọi người cứ nhận hàng các chị cứ mở ra kiểm tra. Đấy, mọi người hoàn toàn yên tâm bởi vì là cứ đợt cuối năm là em sale xả hàng thì các chị cũng đều biết rồi đúng không ạ? Từ năm ngoái cũng như vậy và năm nào cũng như vậy, tức là đây là cái mức giá để em tri ân cảm ơn mọi người thôi. Còn giữ nguyên tất cả các cái chế độ về các cái chế độ bảo hành hay là nhận hàng được kiểm tra thì mọi người đều sẽ hưởng đầy đủ tất cả các chế độ như vậy. Mẫu này thì em đang để nó làm 2.650.000 và em để luôn cho cả nhà mình ở mẫu này đó là 2.4 nhá. Mã 08. 2.400.000 mã số 08. Tiếp theo sang ở mã số 09. Thì em lên cho cả nhà mình ở cái phiên bản này đi. Đây là bản 09. Ở cái bản này thì cái chiếc này là chiếc cũng đã qua sử dụng rồi. Ở đây nó sẽ có sổ sách của nó cũng sẽ có đầy đủ nha. Nhưng chiếc này thì em chưa thay pin. Vâng, đây là của Isaac Valentino, thương hiệu của Ý. Đấy, nó sẽ về có là full hộp sổ sách của nó sẽ có đầy đủ. Thì cái này thì mọi người yên tâm là trước khi gửi đơn ý, thì em sẽ thay pin đầy đủ cho cả nhà mình. Thì sau đó thì em sẽ gửi đơn. Và hàng tới nơi thì mọi người chỉ việc đó là kiểm tra xem có đúng giờ nhưng mà mọi người nhận hàng hay không thôi. Đấy, vì các bản pin thì thường là em sẽ chỉnh giờ trước. Đây là một cái bản với thiết kế form vuông 3 kim. Đấy, và ở bên trong này nó sẽ có hai viên đá ở vị trí góc 12 giờ nha. Kính tràn viền này, mặt đẹp này, thiết kế vòng cong ôm dây này. Đó, đúng không ạ? Mic ở các cái đường chỉ đen, trắng này. Đấy, sau đó là dây khóa của nó thì cũng sẽ có logo tên thương hiệu của Valentino. Mã check của nó sẽ có đầy đủ luôn nha. Đấy, đằng sau đấy thì cũng có phần thông số, đó là Isaac này, tên thương hiệu này, độ chống nước này. Mẫu này thì sẽ có size mặt đó là size 27.4 ạ, và càng của mẫu này là 39. Cái này dành đến cho các anh nam tay vừa và nhỏ. Là mọi người sẽ đeo ok. Bình thường thì mẫu này em đang để đó là 1.750.000 và hôm nay em để luôn cho cả nhà mình đó là 1.450.000. 1.450.000 mã số 09. Một 750 xuống còn 1.450. Mã 09. Tiếp theo sang ở mã 10 và cũng là mã hàng cuối cùng ở trong video ngày hôm nay nhá. Thì ngày mai em sẽ tiếp tục sẽ lên sale hàng tiếp cho cả nhà mình, tức là gần như là em sẽ xả toàn bộ hàng luôn cho cả nhà mình để coi như là cũng là cái dịp chuẩn bị cuối năm rồi. Đấy, thì hàng ngày thì em sẽ lên sale xả hàng và mọi người yêu thích ở mã hàng sản phẩm nào thì các anh chị có thể để lưới dưới phần comment bình luận hoặc là các anh chị có thể gọi điện trực tiếp cho em theo cái số hotline em có để trên màn hình ạ. Sang ở mã số 10 nha, mã số 10 này. Cái bản này thì thôi em cũng để kỷ niệm luôn cho nốt luôn cho cả nhà mình luôn này. Đây là bản của dòng Eco Dry pin năng lượng mặt trời nha. Mẫu này thì nó sẽ có module máy của dòng E031 Eco Made in Japan này, đúng không ạ? Phiên bản nội địa. Mặt đồng hồ đẹp nha, viền này. Đấy, nó sẽ hơi thấp xuống một chút xíu bên trong này và nó rất là mỏng. Rất là mỏng. Bản này dành cho các anh nam tay vừa và nhỏ. Dây mic tầm 12 màu, chốt khóa nguyên zin. Đây là mẫu Eco Dry. Đấy, Made in Japan bản nội địa với độ chống nước là 50 PM. Chiếc này thì qua sử dụng rồi. Size 36.8 và càng của mẫu này là 40. Độ mỏng của bản này là 6.6. Đấy, như cổ tay của em là 16.5 này. Dây của chiếc này là còn cho cổ tay 17.5 trở xuống là mọi người vẫn đeo ok. Được cái là mặt đẹp lắm luôn ấy mọi người ạ. Đấy, viền nhá, kim cọc số. Mẫu này em đang để đó là 2150 đúng không ạ?
Thôi, dây nó cũng hơi ngắn một chút xíu. Em xả nốt luôn cho cả nhà mình luôn. Đây là một cái mức giá cực kỳ tốt nha. Bản này thì em để cho cả nhà mình đó là 1.750.000. Bản Eco Dry nhé, pin năng lượng mặt trời 1750. Đấy, sale xả hàng luôn cho cả nhà mình luôn nhé. Đó, đây là mã số 10 và cũng là mã hàng cuối cùng của sau video ngày hôm nay. Thì em cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã dành thời gian để theo dõi hết video của em. Và mọi người yêu thích ở mã sản phẩm nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo, đó là số 0858585842, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận nhé. Dạ vâng, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở trong video tiếp theo. Và mọi người đừng quên cho em xin các lượt thả like cũng như là các lượt follow kênh. Vâng, tiếp tục thì ngày mai cũng sẽ lại lên sale xả hàng tiếp. Dạ vâng, em chào tất cả mọi người ạ.